Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào quý vị khán giả và quý bà con. Quý vị đang theo dõi 365 ngày chuyển động, chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Tối nay ngày 28 tháng 5 2019, chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khán giả và quý bà con những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Lâm Đồng hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ hợp tác xã làm ăn có hiệu quả từ khá trở lên đạt 60% trong tổng số 500 hợp tác xã vào năm 2025. Triển khai nhiều giải pháp phát triển đàn bò thịt tỉnh Lâm Đồng đạt 100.000 con. Cấp bách phòng chống dịch tả heo châu Phi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Đắk Lắk còn 2 huyện chưa kiểm soát được dịch lở mồm long móng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, hiện nay trên địa bàn tỉnh ta có trên 300 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực chiếm số lượng nhiều nhất với 225 hợp tác xã. Nếu so với 15 năm trước, số lượng hợp tác xã nông nghiệp nói trên tăng khoảng 200 hợp tác xã và hơn 2.000 xã viên. Thông qua sự đổi mới trong hoạt động, các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh ta đã giúp nhiều nông hộ nâng cao trình độ sản xuất, cung ứng cây, con giống và liên kết tìm đầu ra. Đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất rau củ quả, 70 hợp tác xã lớn trong tỉnh đã liên kết và tiêu thụ hơn 60.000 tấn rau củ quả mỗi năm. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Lâm Đồng phát triển thành 500 hợp tác xã và 4 liên hiệp hợp tác xã, nâng tỷ lệ hợp tác xã làm ăn có hiệu quả khá trở lên đạt 60%. Để đạt mục tiêu này, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, rà soát đánh giá nhu cầu đất xây dựng trụ sở, kho bãi, cơ sở chế biến, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Hiện nay tại nhiều địa bàn trong tỉnh, bà con nông dân tiếp tục duy trì và phát triển đàn bò thịt với tổng đàn hiện nay là trên 82.600 con. Theo kế hoạch thì đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh là 100.000 con, trong đó đàn bò thịt cao sản đạt 30.000 đến 35.000 con. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu nói trên, hiện nhiều giải pháp đã được triển khai, cụ thể là tuyên truyền hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân để thay đổi tư duy sản xuất, chuyển dần chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa tập trung, công nghệ cao, tăng quy mô chăn nuôi trong các nông hộ, phát triển đàn bò thịt lai cao sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bò cao sản. Cải tiến mạnh phương thức chăn nuôi từ chăn thả sang nuôi nhốt là chủ yếu, khuyến khích hình thành những trang trại chăn nuôi vỗ béo bò thịt trước khi xuất bán để nâng cao năng suất chất lượng thịt, phát triển các hình thức liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Cũng liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, theo nhận định của ngành chức năng, hiện nay mặc dù bệnh lở mồm long móng trên địa bàn ta đã giảm nhưng vẫn còn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Cho đến ngày 27 tháng 5, bệnh dịch tả heo châu Phi chưa xuất hiện trên địa bàn tỉnh, nhưng nguy cơ xảy ra là rất cao do tỉnh Lâm Đồng có nhiều tuyến đường giao thông giáp ranh với các tỉnh đã xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình nói trên, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục được tỉnh Lâm Đồng triển khai. Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, ngành chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, không bán chạy gia súc gia cầm mắc bệnh, tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu hủy heo mắc bệnh, chết theo quy định. Song song đó, tiếp tục cấp vaccine cho nông dân chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Theo đó, đã có 7.000 lít hóa chất và trên 400.000 liều vaccine các loại như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, cúm gia cầm v.v. đã được cấp cho các địa phương. Hiện các địa phương bắt đầu triển khai tiêm phòng đợt 1/2019 cho đàn vật nuôi. Liên tục chương trình cấp bách phòng chống dịch tả heo châu Phi tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Đắk Lắk còn 2 huyện chưa kiểm soát được dịch lở mồm long móng. Chuyện nhà nông, mô hình VAC của người cán bộ về hưu. Thưa quý vị và bà con, sau một thời gian tạm lắng, bệnh dịch tả heo châu Phi đã bùng phát mạnh mẽ tại nhiều tỉnh thành của nước ta. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cho đến ngày 27 tháng 5, đã có 7 tỉnh đã phát hiện dịch tả heo châu Phi là Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang và Sóc Trăng. Trong khi đó, tại Tây Nguyên, sau địa phương đầu tiên là Gia Lai xuất hiện dịch bệnh, thì đến lượt Đắk Nông là tỉnh thứ hai công bố xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi. Những thông tin mới này đang cho thấy sự diễn biến phức tạp của bệnh dịch, đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải tiến hành cấp bách và quyết liệt hơn nữa.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định dịch bệnh tả heo châu Phi đang diễn biến rất phức tạp và nguy cơ phát sinh, phát tán và lây lan mầm bệnh ở các vùng chăn nuôi rất cao bởi bất lợi của thời tiết và đặc điểm địa hình kênh rạch. Nguy hiểm hơn là bệnh có khả năng xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Các tỉnh đều phải coi nhiệm vụ phòng chống là trọng yếu. Như những nhóm hộ, những nhóm tỉnh mà đã có xảy ra thì phải tập trung xử lý, khoanh vùng triệt để. Bên cạnh đó là có các giải pháp ngăn ngừa, kể cả từ công tác thú y, công tác vận chuyển cái sản phẩm, công tác giám sát, cái tiêu thụ đều phải làm chặt chẽ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo người dân hiện không nên vội tái đàn ở thời điểm này. Còn để ổn định thị trường, ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp có điều kiện giết mổ, trữ đông thực phẩm sạch vì sau đợt dịch, thị trường thực phẩm sạch sẽ rất khan hiếm. Đồng thời, kêu gọi người dân tiếp tục sử dụng thịt heo sạch, an toàn vì sức khỏe của gia đình và sự ổn định của ngành chăn nuôi. Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh trên đàn heo tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, dịch lở mồm long móng đã bùng phát trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan, nên đến nay dịch lở mồm long móng trên đàn heo đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vẫn còn hai huyện là Krông Bông và Krông Park đến nay vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh. Dịch lở mồm long móng được phát hiện trên đàn heo của một hộ dân xã Ea Quy, huyện Cư Cu In, từ tháng 1 năm 2019, sau đó lan rộng ra 10 trên 15 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số heo mắc bệnh là 2.697 con, trong đó lực lượng chức năng tiêu hủy 2.589 con. Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân về tác hại của bệnh lở mồm long móng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện xử lý khi dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra tại địa phương. Ở nhà thì cũng có nuôi trang trại nhỏ thì công tác phòng dịch thì quan trọng hơn, rắc vôi bột thường xuyên, tiêm vaccine dịch bệnh, phun tiêu độc khử trùng khoảng 3 ngày phun một lần, hạn chế người ra vào trang trại. Đắk Lắk đã cấp cho các địa phương 152.000 liều vaccine lở mồm long móng tiếp ô, 9.000 lít hóa chất, 30 tấn vôi. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng hỗ trợ tiêu hủy đối với heo bị mắc bệnh lở mồm long móng với mức 35.000 đồng một ký hơi đối với heo con, heo thịt, 70.000 đồng một ký hơi đối với heo nái và heo đực giống đang khai thác. Nhờ vậy, đến nay, dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản được kiểm soát tại 8 trên 10 huyện thị xã. Thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là vấn đề con giống, là người dân là ham rẻ nên mua con giống trôi nổi trên thị trường. Thứ hai, trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng thì không tiêm phòng bắt buộc các loại vaccine theo quy định, theo thông tư 07 của Bộ Nông nghiệp. Đối với hai huyện còn dịch lở mồm long móng là Krông Bông và Krông Park, hiện nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ nguyên nhân khiến dịch bệnh kéo dài, đồng thời có biện pháp cụ thể để sớm khống chế, dập tắt dịch bệnh. Xin được chuyển sang những thông tin câu chuyện sản xuất đáng chú ý khác. Kim Quý thân mến, em đã bao giờ đi du lịch Canh Nông chưa? Dạ thú thật là Kim Quý chưa có đi lần nào hết. Nhưng mà Kim Quý được biết nha, đây là một mô hình du lịch đang rất là phát triển hiện nay. Trong đó thì ngoài Lâm Đồng tỉnh ta thì nhiều địa phương khác ở trong cả nước, người nông dân cũng đã xây dựng thành công mô hình này với nhiều loại cây trái, sản vật đặc trưng. Đúng là như vậy, và trong phần tiếp theo của 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ là hai câu chuyện về những mô hình canh nông thú vị. Và đầu tiên thì xin mời Kim Quý cùng quý bà con cùng đến thăm vườn cây ăn trái của hộ anh Lê Đình Hồ ở tổ dân phố 5, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Dự kiến sẽ mở cửa đón khách du lịch tham quan trải nghiệm và thưởng thức trái cây vào dịp hè năm nay. Vườn cây của gia đình anh Hồ có quy mô gần 6 hecta, trồng gần 20 loại cây ăn trái bao gồm bơ, mít, cam, quýt đường, ổi, mận, nhãn, sơ ri, xoài. Cây ăn trái được canh tác theo quy trình hữu cơ sinh học, thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người lao động trực tiếp làm việc tại vườn. Vườn cây cho ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn cho người sử dụng. Hiện vườn cây đang trong giai đoạn thu hoạch. Các loại trái cây có giá bán trung bình từ 20.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, cao hơn 20% so với thị trường. Các loại trái cây thu hoạch quanh năm nên việc tiêu thụ khá thuận lợi. Hiện gia đình anh Hồ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng để kịp phục vụ du khách trong dịp hè này. Và thưa quý bà con, hồi đầu tháng 5 này, một điểm du lịch canh nông mới cũng đã xuất hiện tại tỉnh Đồng Tháp. Đó là vườn dâu Phú Mỹ của hộ ông Trương Thanh Hải ở ấp Tân Hòa A, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức ra mắt, đưa vào hoạt động phục vụ khách tham quan. Điểm du lịch có diện tích 4.000 m² với hơn 2.000 gốc dâu tây Hàn Quốc được trồng theo quy trình công nghệ sạch, an toàn, sử dụng mái che cách nhiệt. Đến đây du khách sẽ có những trải nghiệm khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo và nhiều hoạt động phong phú đa dạng như
tham quan vườn dâu tây, vườn hoa kiển các loại đang nở hoa rực rỡ sắc màu, vườn rau nhút, sông nước Cồn Phú Mỹ và tham gia các trò chơi dân gian Nam Bộ như đua xuồng trên sông, đua thuyền mô hình, đuổi bắt vịt, nhảy bao bố, nôm bắt cá lóc đồng và thi nấu ăn. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 25.000 đồng một ký heo hơi, mức giá bán heo hơi quá thấp được ghi nhận đang cho thấy sự khó khăn của người chăn nuôi heo ở thời điểm này. Tuần qua có những thời điểm giá heo hơi đi vào ổn định và có dấu hiệu phục hồi nhẹ tại hai khu vực Bắc Nam. Song các ổ dịch tả heo châu Phi liên tiếp bùng phát khiến xu hướng giảm quay trở lại. Giá heo hơi ngày hôm qua, ngày 27 tháng 5, tại khu vực các tỉnh miền Bắc dao động từ 25.000 đồng một ký cho đến 35.000 đồng một ký. Tuần qua, vùng này có sự sụt giảm rõ rệt. Đầu tuần thì giá heo hơi tại các tỉnh Lào Cai, Thái Bình và khu vực Hà Nội giảm mạnh, chỉ còn 25.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Trung, cụ thể là tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng cùng giảm với biên độ là khoảng 1.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Nam, tuần trước ghi nhận sự phục hồi khá rõ ràng tại khu vực Đồng Nai khi có thời điểm tăng lên 37.000 đồng một ký, nhưng hiện tại đã giảm xuống chỉ còn khoảng 35.000 đồng một ký cho tới 36.000 đồng một ký. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, hơn 40 năm cống hiến cho địa phương, về hưu khi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Rô Men, huyện Đam Rông, các cuộc đời chắc chiêu dành dụm của ông Trần Long chỉ để thực hiện ước mơ xây dựng một mô hình vườn ao chuồng theo hướng nông nghiệp hữu cơ với tiêu chí mang đến những nông sản sạch cho bà con. Trên diện tích 3 hectare đất sẵn có, nhưng trước nay chỉ trồng cà phê, từ khi về hưu năm 2016, ông Trần Văn Long ngụ tại xã Rô Men, huyện Đam Rông cùng vợ đã bàn bạc mua giống và trồng xen canh thêm điều và cây ăn trái giữa 4.000 gốc cà phê. Ông Long cũng đầu tư khoảng 30 triệu đồng để đào ao nuôi cá, mua gần 2 tạ trùng quế với mức giá là 30.000 đồng mỗi ký, trồng 8 sào cỏ và khoanh vùng thả gà vườn. Đối với phân bón thì nó nhiều chất khoa học nhiều, cũng mình vừa mình cũng ý tưởng là chăn nuôi để lấy phân chăm sóc cây cà phê, thứ hai nữa là nuôi gà nuôi cá để rồi chăm đời sống của mình. Hiện nay coi như cũng đang cái ý tưởng là nuôi trùng quế để mà lấy cái phân trùng quế chăm sóc cho cây cà phê nó tốt hơn, mà phân trùng quế nó có giá trị. Dù đã ở tuổi ngoài 60 nhưng vợ chồng ông Long trông rắn rỏi và nhanh nhẹn, có lẽ bởi họ được thực hiện niềm say mê của mình. Tự mình thiết kế mô hình vườn ao chuồng khép kín. Giờ mình thì có đất nhưng mà vốn thì không có. Cái bò thì là nhà nước đối ứng rồi thì là cũng được một phần rồi. Nhưng mà còn bây giờ nhìn vườn thì nhiều nhưng mà công sức thì không có. Nói chung là làm nông thì mỗi thứ một ít thôi. Chứ nếu mà nhìn vô chăn nuôi không thì cũng không được. Mà nếu mà nhìn vô trong thu vô trong vườn cà phê thì chẳng bao giờ nuôi bò thì có phân bỏ vô cà phê. Rồi tới cuối năm thì thu cà phê lên thì cũng tạm xây sở trong gia đình vậy thôi. Những tưởng mô hình chỉ thỏa mãn ước mơ trồng trọt chăn nuôi của mình, không tính nhiều đến giá trị kinh tế, bởi chỉ mong sao mỗi giống cây đều ra trái đạt chất lượng, để trên nền móng đó con cháu có thể tiếp tục kế thừa những gì mà vợ chồng ông đã tạo dựng. Nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất khả quan, vườn cà phê già cỗi nay như lại có sức sống, mỗi năm lại cho thu hoạch cao hơn, đàn bò từ vài con nay đã sinh sản nhân đàn thành 22 con. Điều và cây ăn trái cứ tới vụ là bà con địa phương lại đến đặt hàng và thu mua tất cả. Các hộ gia đình ở đây thì cũng tận dụng cái đất thì cơ bản là trước tiên là trồng cây, xong rồi đào ao, thả cá, trồng rau, nuôi gà. Trong cái thời gian sắp tới thì mặt trận đoàn thể thì cũng đã xây dựng cái chương trình làm việc hàng quý, sẽ tổ chức cho đoàn viên, hội viên cũng như nhân dân đi tham quan một số cái mô hình đã có hiệu quả và từ đó sẽ áp dụng đối với hộ gia đình nhà mình. Tuy chưa thực sự có nhiều kết quả vượt trội vì mô hình vẫn đang thử nghiệm, đang chờ kết quả ở những vụ thu hoạch sau, nhưng hơn tất cả, người cán bộ về hưu ấy vẫn muốn góp chút công sức của mình để truyền đạt và khích lệ các mô hình nông nghiệp sạch vì sức khỏe và sự phát triển của địa phương. Kính thưa quý bà con, nội dung chuyện nhà nông vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.